Xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Thấu lý Thấm tình được phát sóng hàng ngày trên kênh TTV 11. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và Truyền hình Tin tức Sài Gòn. Thưa quý vị, cứ mỗi số phát sóng của chương trình, chúng tôi luôn muốn mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích nhất từ pháp luật cũng như những chia sẻ những nhận định từ quý chuyên gia và quý luật sư để quý vị có thể có thêm những kỹ năng xử lý các tranh chấp dân sự, làm sao để có thể vượt thỏa mãn các nguyên tắc pháp lý và thấu đáo về mặt tình cảm. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta tiếp tục chào đón sự có mặt của luật sư Nguyễn Chí Thiệt. Xin được chào luật sư ạ. Mến chào MC Thu Huyền và quý khán giả đang xem chương trình. Và thưa quý vị, cứ mỗi số như thế chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mà xã hội vô cùng quan tâm. Thưa luật sư và thưa tất cả quý vị khán giả, vừa qua thì được tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần hàng triệu trái tim người Việt Nam không tránh khỏi sự đau lòng. Không ai thúc giục một cách tự nguyện, hàng loạt người trẻ sử dụng trang mạng xã hội Facebook đã thay đổi ảnh đại diện sang màu trắng đen để bày tỏ sự đau buồn, xót xa tuy nhiên một số đối tượng có cách ứng xử thiếu văn hóa gây ra làn sóng phẫn nộ khi có phát ngôn đùa cợt không đúng mực về sự ra đi của cố tổng bí thư có rất nhiều cách hâm nóng tên tuổi nhưng các cá nhân này đã vô tình hay là hữu ý lại chọn cách tiêu cực nhất gây tranh cãi trên mạng xã hội nhưng không đơn giản sẽ dừng lại ở những phản ứng gay gắt của cư dân mạng mà đối với các đối tượng này sẽ còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và thưa luật sư, những hành động thiếu chuẩn mực trước thông tin của một người đã khuất như vậy, luật sư cảm thấy như thế nào ạ? Dạ vâng, trước tiên rõ ràng là mấy ngày qua cả nước Việt Nam của chúng ta ai cũng sẽ hướng về một cái sự kiện nữa là sự ra đi của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bác là một người đã có công lao trong việc xây dựng đất nước trong việc quản lý và điều hành đất nước có lẽ trong câu ca giao tục ngữ của chúng ta và ông bà thường truyền miệng với nhau một câu đó là không ai chê đám cưới mà không ai cười đám ma cho nên trong câu chuyện về thuần phong mỹ tục trong câu chuyện về chuẩn mực đạo đức mà chúng ta đang đưa ra thì tôi cho rằng là cũng không có một chuẩn mực đạo đức nào hay là một chuẩn mực quy chuẩn nào để chúng ta làm thước đo để gọi là chuẩn mực tuy nhiên chúng ta sẽ xem thét trên tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống đời sống của chúng ta thậm chí trên pháp luật thì hầu như sẽ có mỗi câu là chúng ta cũng phải làm sao cho nó phù hợp với thuần phong mỹ tục cho truyền thống của quốc gia của đất nước chúng ta vậy thì chúng ta có thể từ thời mà chúng ta còn bé đi học lớn lên sẽ được dạy dỗ từ trường lớp từ ông bà về lòng yêu thương về lòng kính trọng về lòng biết ơn của những người có công với đất nước đó là bất kỳ một đứa trẻ nào kể cả trong quá trình lớn lên chúng ta đều thấm trong trái tim mình trong khối óc của chúng ta cho nên cũng như câu nói ở đầu chương trình luật sư vừa nói tức là không ai chê đám cưới mà không ai cười đám ma điều đó để nói lên được một cái truyền thống một cái văn hóa một cách nhân văn để mỗi người trong đời sống làm sao chúng ta thực hiện một hành vi chúng ta học ăn học nối học gối học mở nó phải phù hợp trong từng ngữ cảnh và hoàn cảnh cho nên câu chuyện để nói đúng hay sai trong câu chuyện này có lẽ chúng ta không bàn tới nhưng chúng ta sẽ xem xét yếu tố là phù hợp hay không phù hợp cho nên những ngày quốc tang của quốc gia việt nam hiện nay là mọi người ai cũng thể hiện lòng thành kính phân ưu của chúng ta đối với gia đình của cố tổng bí thư hoặc là sự tiếc thương hoặc là ở đó có cả lòng biết ơn và sự tiếc nuối của một vị lãnh đạo cho nên để thể hiện lòng biết ơn đó để thể hiện sự tôn kính đó thì đáng lẽ ra chúng ta cùng nghiêng mình để chúng ta ghi nhận cái công lao đó một cách có thể chúng ta chia sẻ lòng biết ơn một cách cụ thể. Tuy nhiên ngược lại có một số bạn trẻ hoặc là một số thành phần thì lại lợi dụng vào cái độ hiện nay bằng công nghệ, bằng sự hiện đại của mạng xã hội để câu like câu view mà từ đó đẻ ra một cái chuyện rằng các bạn muốn comment, các bạn muốn tạo một cái scandal, các bạn muốn tạo cái điều đó để gây cái tiếng vang để nổi tiếng thì rõ ràng luật sư cho rằng điều đó lại chưa thực sự phù hợp trong hoàn cảnh trong những cái ngày mà cả đất nước đang hướng về một sự kiện quan trọng. Dạ vâng, à, theo thuyền thấy thì hiện tại có rất nhiều các anh chị, các bạn trẻ hoặc là các cá nhân thay đổi avatar trắng đen. Cũng có những người sử dụng avatar trắng đen nhưng cũng có những người sử dụng hình ảnh là một cá nhân mặc trang phục có phần không phù hợp, thậm chí là phản cảm hoặc có những bình luận đùa cợt trước thông tin đau buồn của cả nước như vậy thì theo luật sư những hành vi này có vi phạm pháp luật hay không ạ? À? Dạ vâng, hiện nay theo quy định của pháp luật của chúng ta sẽ không có một quy định chi tiết để bắt ai đó hay là một quy chuẩn để gọi là phải theo chuẩn mực đạo đức cụ thể mà bởi như luật sư nói về chuẩn mực về đạo đức về ứng xử về truyền thống về văn hóa đó là một cái nền văn hóa của dân tộc đó là cái điều mà được dạy dỗ từ trước đến nay và nó trở thành như bất thành văn chứ không phải thành văn nữa tuy nhiên câu chuyện về việc trang phục câu chuyện về sử dụng mạng xã hội rồi um, việc mà sử dụng um, cái đổi hình đại diện như thế nào thì những cái câu chuyện đó như Thu Huyền vừa nói thì chúng ta sẽ không có một quy định một cái thể chế, một quy tắc nào để ràng buộc bất kỳ một cá nhân nào phải tuân thủ theo điều đó tuy nhiên như chúng ta luật sư vừa đề cập đó là chúng ta phải xét tới tính phù hợp chứ chúng ta sẽ không phải mặc nhiên là ai cũng sẽ có quyền tự do nhưng tự do ở đây nó cũng phải trong một khuôn khổ nhất định phù hợp với lại truyền thống văn hóa đạo đức xã hội chung và kể cả trong khuôn khổ của pháp luật nữa cho nên việc mà chúng ta thể hiện được sự thành kính phân ưu thể hiện sự biết ơn tỏ ra một cái lòng tiếc nuối đó chúng ta đổi từ avatar có màu sang trắng đen cũng là một điều tốt nhưng rõ ràng nó cũng lại chưa thực sự phù hợp với chỗ là những bạn trẻ hay là những cái cá nhân này mặc một cái trang phục nó lại hở hang phản cảm thì suy cho cùng cái việc mà chúng ta thành kính đó với lại cái trang phục này thì cuối cùng cái hành động này nó lại không có nhất quán với nhau như vậy thì xét cho cùng trong hoàn cảnh ngữ cảnh này cũng chưa phù hợp. Và trả lời cô động lại trong cái phần Thu Huyền vừa đặt vấn đề đó là pháp luật quy định khi không thì xin thưa rằng là chúng ta sẽ không có một quy định cụ thể như vậy. Dạ vâng, thật ra nói phù hợp hay không phù hợp thì như luật sư cũng chia sẻ nó sẽ phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người, dạ. cảm xúc của mỗi người cũng như là cách hành xử của mỗi người đúng không ạ? nhưng còn những trường hợp pháp luật quy định thì sao ạ? À, cụ thể ở mức độ hành vi như thế nào thì sẽ bị pháp luật xử phạt và hình thức xử phạt cụ thể sẽ như thế nào ạ? Dạ vâng, ừ, như tôi vừa trình bày tức là chúng ta sẽ không có quy định xử phạt riêng cho việc mà chúng ta ăn mặc như thế nào, chúng ta thay đổi hình đại diện ra sao, chúng ta không có chú ý chuẩn đó. Tuy nhiên, thí dụ như ở một cái khía cạnh khác trong những cái vấn đề nội cộng gần đây là một cái comment, một cái bình luận trong một cái trang trong cái giây phút trang nghiêm đó thì cái bình luận đó lại trở nên một cái vấn đề thời sự và xã hội đối với bạn trẻ đối với chúng ta thế thì một cái bình luận nếu mà mang tính chất ở đó xúc phạm danh dự hoặc nhân phẩm của người khác thì chúng ta mới xem xét đó là vi phạm pháp luật tuy nhiên chúng ta phải rạch ròi rằng cái câu chuyện cái vấn đề mà chúng ta đang đưa ra giữa Thu Huyền với lại luật sư vừa trao đổi thì chúng ta cũng không phải là xoáy sâu vào những cái bình luận đó mang tính chất phỉ bán làm tổn hại hay là danh dự uy tín nhân phẩm của cố tổng bí thư hay gì đó không chúng ta không đề cập tuy nhiên chúng ta xét sâu hơn về góc độ quy định các cái thể chế quy định của chúng ta hiện nay là nếu như một cá nhân nào mà có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác thông qua các bình luận các lời nói trên thực tế thì chúng ta sẽ xem xét ở hai khía cạnh một là sẽ bị xử lý hoàn hành chính. Chúng ta sẽ căn cứ vào Nghị định 144 năm 2021 để xử phạt. Và hiện nay thì mức xử phạt đối với lại những cá nhân mà vi phạm như thế này từ 2 triệu đồng tới 3 triệu. Có lẽ là mức phạt này dường như là cũng chưa đủ răng đe cho nên thực tế thì cũng xảy ra nhiều trường hợp tương tự như vậy chứ không phải trong những ngày vừa qua. Ở một khía cạnh mà chúng ta xem xét nghiêm trọng hơn đó là về mặt hình sự thì nếu như những cái lời phỉ bán hay là những lời bôi nhỏ danh dự nhân phẩm nó mang tính chất cuối cùng là để làm nhục người khác vậy thì luật hình sự của chúng ta có hẳn một quy định gọi là cái tội làm nhục người khác và tội này thì chúng ta sẽ phải đối mặt với lại một cái khung hình phạt cũng khá là nặng nề đó là có thể phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu hoặc là cải tạo không giam giữ từ 6 tháng cho tới 3 năm thậm chí là một khung hình phạt tăng nặng hơn là từ 2 năm cho tới 5 năm như vậy À, đó là những cái quy định của pháp luật hình sự của chúng ta Mang tính chất răng đe cho những đối tượng Mà có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác ừ, Vâng ạ, à, cảm ơn chia sẻ của luật sư à, Bản thân Thu Huyền cũng như là tất cả quý vị khán giả Thu Huyền nghĩ cũng sẽ có những thắc mắc Trong những ngày quốc tang thì dường như luật sư cũng có thể thấy Rất nhiều các sự kiện chúng ta sẽ dừng lại rồi rất nhiều những cái chương trình mà chúng ta cũng sẽ tạm hoãn lại. Dạ vâng. Và thì Thu Hiền không biết là trong những ngày quốc tang như thế thì sẽ có những quy định như thế nào? Hay là đó chỉ là những cái cách hành xử văn hóa văn minh của những người đang tham gia các sự kiện, người ta muốn dừng lại đơn thuần như vậy thôi? Hiện nay về pháp luật của chúng ta quy định về việc quốc tang thì chúng ta cũng có hẳn một cái văn bản quy định đối với việc quốc tang. Thì chúng ta sẽ căn cứ vào nghị định 105 vào năm 2012 Đúng liên quan về việc là tổ chức tang lễ cho cán bộ cho công chức và viên chức thế thì trong quốc tang của việt nam chúng ta đang quy định là tổ chức quốc tang là cho những cương vị sau đây đó là tổng bí thư của ban chấp hành trung đảng cho chủ tịch nước cho thủ tướng chính phủ và cho chủ tịch quốc hội thì đó là những cương vị mà sẽ được xem xét để tổ chức quốc tang được quy định hẳn trong văn bản và thứ hai nữa là với quy định của chúng ta hiện nay là trong bộ chính trị sẽ tổ chức để tổ chức lễ quốc tang đối với lại những cá nhân hoặc là những cán bộ mà có cống hiến hoặc là có đóng góp lớn cho đảng cho trong công tác xây dựng đảng, nhà nước và cho nhân dân thì những cái cá nhân của những cán bộ này cũng sẽ được xem xét để tổ chức lễ quốc tang. Một điều đặc biệt mà chúng ta sẽ thấy là có thể tôi Huyền sẽ nghe mọi người nói là trong thời gian quốc tang thì chúng ta không được uh, tổ chức các cái tiệc lễ hoặc là những hoạt động vui chơi giải trí. Thì đây không hẳn là một quy định truyền miệng với nhau mà sẽ được quy định trong cái nghị định 105 mà luật sư vừa đề cập. Tức là trong thời gian tổ chức quốc tang á, thì sẽ là tổ chức 2 ngày và trong thời gian này thì các cơ quan các cái tổ chức trên phạm vi của quốc gia Việt Nam của chúng ta thậm chí là các cái cơ đại diện của Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ bắt buộc sẽ treo cờ mà treo cờ ở đây là treo cờ rủ với một cái giải băng tan để cái giải băng này sẽ là màu đen và buộc cái lá cờ lại để cho lá cờ không bay để tỏ lòng thành kính và cũng như là một cái lòng tiếc thương của mình đối với là một vị lãnh đạo của đất nước thì đó là những quy định và thậm chí là trong khoảng thời gian tổ chức tang lễ như thế này của quốc gia thì cũng bắt buộc mang tính chất để cũng lại tỏ lòng thành kính thì các cái đơn vị tổ chức truyền thông sự kiện cũng sẽ hướng đến điều này và những cái hoạt động vui chơi giải trí cũng sẽ được hạn chế để thể hiện một cái sự thống nhất trong cái tinh thần của dân tộc trong sự tôn trọng, trong sự thành kính này. À, vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư và thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì phần nào chúng ta cũng hiểu được trong những ngày quốc tang những điều nên và không nên làm. Phần còn lại, chúng ta có thể nói là nằm ở nhận thức, văn hóa và hành vi của mỗi người đúng không ạ? À? Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những hành xử văn minh hơn trong những ngày trọng đại đặc biệt là những ngày quốc tang. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn dành cho chương trình Thấu lý thấm tình. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.